Tiểu Loan bị bắt nạt trực tuyến sau khi đặt câu hỏi ứng xử cho Mai Ngô. Tiểu Loan trở thành nạn nhân bắt nạt trực tuyến sau khi đặt câu hỏi cho thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai trong đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022. Trao đổi với Dinh, đại diện ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, phản hồi trước những tranh cãi liên quan đến câu hỏi dành cho Mai Ngô. Trong vòng ứng xử, ban tổ chức xin đính chính là Kiều Loan, thành viên ban giám khảo, không tự nghĩ ra câu hỏi này. Câu hỏi là sự đồng thuận của tất cả thành viên hội đồng giám khảo, cố vấn. Tất cả câu hỏi của đêm thi chung kết đều được giữ kín đến phút chót và bốc thăm để đảm bảo công bằng, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết. Dinh thắc mắc về việc nội dung câu hỏi ứng xử dành cho Mai Ngô có phần đánh đố thí sinh và không phù hợp với tính chất của cuộc thi Hoa hậu. Đại diện ban tổ chức từ chối trả lời. Cùng thời điểm, Kiều Loan chia sẻ, tôi biết sẽ có nhiều bạn cảm thấy không hài lòng về câu hỏi đặt cho chị Mai. Tôi là thành viên ban giám khảo. Các câu hỏi được ban tổ chức thông qua nên trách nhiệm ban giám khảo là phải làm đúng theo những gì thống nhất trước đó. Kiều Loan cũng cho biết đã lường trước được những phản ứng từ cộng đồng mạng sau khi cô đặt câu hỏi cho Mai Ngô. Tôi thật sự cảm thấy khó xử, nhưng chị Mai đã trả lời tốt với câu hỏi quá khó. Tôi vừa thấy tiếc, vừa thấy có lỗi với mọi người. Tôi cũng đã đến nói chuyện với chị Mai. Mong mọi người hiểu cho Loan, cô chia sẻ thêm. Trước đó, tại vòng ứng xử của top 5 trong đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Á hậu Kiều Loan là thành viên giám khảo. Đặt câu hỏi cho thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai. Câu hỏi có nội dung, hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào? Câu hỏi thuộc lĩnh vực xã hội khiến Mai Ngô gặp khó. Cô trả lời lòng vòng và không rõ ý. Sau đêm chung kết, trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả cho rằng Kiều Loan đặt câu hỏi đánh đố Mai Ngô khiến thí sinh này gặp khó trong vòng ứng xử. Sau một đêm, Kiều Loan trở thành nạn nhân của cyberbully, bắt nạt trên mạng. Phán của Mai Ngô tràn qua trang cá nhân của Kiều Loan để tấn công với những bình luận mang tính châm chọc, chế giễu, sao chị lại đặt câu hỏi như vậy? Thi Hoa hậu chứ đâu phải tuyển dụng nhân sự, một câu hỏi lạc quẻ và hại Mai Ngô, Kiều Loan phải xin lỗi Mai Ngô vì câu hỏi vừa qua.